Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và VIP phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở phần 1 cho tới phần 4 đúng không nào? Ta đã biết cách tính khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng, rồi hai đường thẳng các kiểu rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 4, thành loại phần 5 và phần 6. Phần 5 đó chính là khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Cứ ghi nhớ này, cứ thằng nào mà song song, cứ cả đường thẳng vậy. Cứ cả những vụ này, đường thẳng thì có phải chúng ta sẽ lấy một điểm ở trên đây và lấy một điểm trên đây. Chúng ta tính khoảng cách là cái đoạn này, cái đúng không? Bây giờ hai mặt phẳng song song cũng vậy thôi. Hai mặt phẳng đã là song song thì trên đây là một điểm, trên này một điểm, nó hai điểm lại, làm ta tính cái đoạn này này, đó chính là cái khoảng cách của nó. Phải khá là như thế, hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang hoạt động 4 này. Trong hình 70, sàn nhà và trần nhà của căn phòng, kim nhìn này, cái sàn nhà này, đây là cái sàn nhà là mặt phẳng B này. Đây mặt phẳng quy này, các em thấy cái đường này, cái đường nối của tường ở này, nghĩa là nối giữa mặt quy và mặt B đó chính là 3 mét, và đây chính là khoảng cách này, đại khái thế. Nghĩa là các em thấy mặt phẳng quy, mặt phẳng B, trần và sàn chắc chắn nó song song với nhau rồi, hoặc là cỡ cả là cái mặt tường ở này với cái mặt đây này, các em thấy hai mặt này cũng song song này, thì nếu mà để tính khoảng cách của hai mặt này đó chính là cái đường nối đây này đấy. Nếu mà dù thầy yêu cầu các em tính cái mặt này với tính mặt này đây thì đó chính là cái đường nối này. Đấy, cái đường nối này. Còn cái mặt ở trần với mặt sàn thì đó chính là cái đường nối này. Cái đường nối 3 mét này này. À, vậy này. Hình ảnh chiều cao của căn phòng là 3 mét. Rồi, ok. Chiều cao đó gần khái niệm gì trong hình học liên quan đến hai mặt phẳng song song? Đó chính là đấy, cái khoảng cách. Cái khoảng cách. Hiểu chưa? Rồi. Đó chính là khoảng cách nha. Gợi lên khái niệm khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song trong hình học nha. Đây này, chúng ta ghi câu này vô để trả lời chỗ này này. Rồi tiếp tục ở sang câu B, người ta hỏi gì đây. Đây em, cho hai mặt phẳng B và Q song song với nhau, xét điểm Y tùy ý trên mặt phẳng B, lấy điểm K là hình chiếu. Nhớ là hình chiếu nhé, hình chiếu chắc chắn sẽ vuông góc. Đại khái là cái đoạn YK chắc chắn sẽ vuông góc với B, và YK này cũng sẽ vuông góc với Q. Khoảng cách YK từ điểm Y đến mặt phẳng Q có phụ thuộc vào vị trí của điểm Y trong mặt phẳng Q hay không? Chắc chắn là không phụ thuộc. Nghĩa là ở đây chúng ta lại lấy điểm ở đây, hoặc chúng ta cũng có thể lấy một điểm ở đây, miễn sao nó thuộc ở mặt phẳng Q, và chúng ta cũng hạ cái hình chiếu vuông góc nó xuống đây. Thì cái đoạn là, ví dụ ở đây chúng ta lấy đường này nó, ví dụ cái đoạn là chúng ta lấy MN đi, thì cái khoảng cách từ B cho tới Q nó cũng chính là bằng đoạn YK và nó cũng chính là bằng đoạn MN. Cái hiểu không? Đó. Đó. Nó không phụ thuộc nhé. Thì ở phần này thì chúng ta có thể trả lời vô ở câu A này. Đây, gợi nên cái khái niệm khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song trong hình học. Ở câu B. Câu B thì ở đây chúng ta sẽ chứng minh cái anh YK sẽ bằng RH các em. Hiểu chưa? YK sẽ bằng RH. Phần này thì nói chung nó cũng khá là đơn giản, không có gì phức tạp. Hai thằng này cùng vuông góc mặt phẳng nên nó chắc chắn nó sẽ song song. Và chúng ta sẽ chứng minh nó là một cái hình bình hành, nghĩa là cái tứ giác ấy. Đây này, chúng ta chứng minh cái tứ giác YRHK là một hình bình hành. Mà đã là hình bình hành thì cặp cạnh đối của nó sẽ song song, song song và bằng nhau. Nghĩa là người ta sẽ suy ra được là YK này sẽ bằng với RH. Là khá như thế, hiểu không? Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta đã suy ra được YK bằng RH hay chưa? Chứng tỏ là nó không phụ thuộc vào vị trí của cái điểm đó. Bất kỳ điểm nào chúng ta cứ lấy hình chiếu vuông góc xuống là được. Đại khái ý đồ của cái bài, của phần này đưa ra là như vậy, hiểu không nào?
Như vậy chúng ta có định nghĩa này. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song BQ là khoảng cách từ một điểm bất kỳ mặt phẳng này đến mặt phẳng kia, và ký hiệu này, khoảng cách thì luôn luôn ký hiệu chữ D nha. Thì ở đây chúng ta vẽ là cái hình này vô, hình 11 được không? Và chúng ta cái khoảng cách đó chính là bằng IH này. IK nhé, này nói IK vuông góc với B, IK vuông góc với Q, chắc chắn B sẽ song song với Q. Nghĩa là hôm trước cái phần lý thầy nói rồi, nếu mà nó cùng vuông góc này thì chúng ta sẽ suy ra song song, mà một thằng vuông góc và một thằng song song thì chúng ta sẽ suy ra ở đây là vuông góc. Nhớ thầy như vậy. Rồi chúng ta sẽ đi sang ví dụ 5 và phần luyện tập 4 ha. Ta sang ví dụ 5 nha. Cho hình hộp ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy có tất cả cạnh là đều bằng A, không? Và đấy chúng ta đây là một hình vuông, hình chiếu của A phẩy trên mặt phẳng ABCD là giao điểm H của AC và BD. Đây là cái này, ta vẽ hình này, được không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là H ở đây là trung điểm của AC, nên AH sẽ bằng 1/2 AC. Cỡ cả là H này trung điểm BD thì nó cũng sẽ bằng là 1/2 BD, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ tính được cái AC này. Cái tính bằng A căn 2 của 2 thì chúng ta biết rồi. Ở đây cạnh A thì chúng ta dựa Pythagore vào trong tam giác này. ABC vuông tại B này. Thì tại sao bằng A căn 2 của 2? Nghĩa là AC bình phương. AC bình phương sẽ bằng AB bình cộng BC bình, đúng không? Như vậy thế nó trở thành A bình. A bình thì cái thằng này là 2A bình, đúng không? 2A bình. Như vậy suy ra AC này sẽ bằng là căn bậc 2 của 2A bình, thì chính là bằng A căn 2 của 2. Nên một số bạn xem cũng phải hiểu tại sao chỗ đây người ta không cho, nhưng ta sẽ biết được cái đường chéo của nó sẽ bằng là, mà đã là hình vuông thì chắc chắn là AC này sẽ bằng là BD luôn á, được không? Ok, cái này cũng là Pythagore này em nha. Pythagore này, thằng này Pythagore nha. Trong tam giác vuông AH, A phẩy H thì ở đây là nó vuông tại H này. Nó vuông tại H thì A phẩy này sẽ là cạnh hiền, nghĩa là đáng lẽ người ta phải viết trước như này, người ta sẽ dễ hiểu này. A phẩy bình phương sẽ bằng ở đây là AH bình phương cộng cho A phẩy H. Hiểu nào? Từ đó chúng ta A phẩy H bình nhớ, từ đó chúng ta suy ra A phẩy H bình sẽ bằng là A phẩy bình trừ cho AH bình, là nó có chỗ đây này, là chúng ta không dựa vào Pythagore nhé, được chưa? Như vậy khoảng cách đó chính là thằng này này, từ một điểm trên mặt phẳng này, cái hình chiếu của nó là AH này, đã theo đúng phần định nghĩa nghe, hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần này, phần luyện tập 4 này. Ở đây người ta nói gì? Cho hình lăng trụ có các cạnh bên bằng A, các cạnh bên ra đều bằng A nha. Góc giữa đường thẳng AA phẩy và mặt phẳng ABC là bằng 60 độ, được chưa? Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng, nghĩa là hai mặt đấy á, khoảng cách hai mặt đấy, được không? Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình ra, rồi chúng ta sẽ thấy thôi. Bài này dễ không khó. Đây, đấy đầu tiên này. Như vậy thì đây là A, B, C, tương ứng đây là A phẩy, B phẩy và C phẩy, đúng không? Có các cái cạnh, có các cạnh bên là bằng A. Ở đây A, ở đây A này, cạnh bên này. Chờ dưới đây là các cạnh đáy rồi. Góc giữa đường thẳng A phẩy này và AB. Góc
của nó thì chúng ta sẽ xác định được cái hình chiếu. Em hiểu không? Chúng ta phải 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 tìm cái hình chiếu của cái anh AA phẩy này trên cái mặt phẳng ABC. Như vậy chúng ta thấy này, nghe giảng chỗ đây này, A phẩy thì hình chiếu của A này, nghe nói này, hình chiếu của A trên mặt phẳng ABC đó chính là nào? Cũng đó chính là A. Còn hình chiếu của thằng A phẩy trên mặt phẳng ABC đã có chưa? Chưa. Chúng ta phải đi tìm hình chiếu của nó, thầy gọi nó là H. Thì để mà hình chiếu của nó là H thì từ A phẩy này này, chúng ta sẽ kể một đường thẳng vuông góc xuống cái mặt phẳng. Đó, đây, chúng ta sẽ gọi đây là H. H này đó chính là hình chiếu của A phẩy trên mặt phẳng ABC. Sau đó chúng ta sẽ nối A với H lại. Được nào? Như vậy cái góc giữa A phẩy với mặt phẳng ABC chính là bằng cái góc tạo bởi giữa A phẩy với lại là gì? AH. Đúng không? Tạo bởi hình chiếu của nó trên mặt phẳng này đó chính là thằng AH. Như vậy thì mà các em thấy AA phẩy và AH thì nó cắt nhau tại đâu? Nó cắt nhau tại A thì cái góc này chính là bằng 60 độ nè. Các em hiểu chưa? Cái góc đó là bằng 60 độ đấy. Như vậy nghĩa là ra được cái góc là A phẩy AH và góc này chính là bằng 60 độ. Hiểu chưa? Người ta yêu cầu các em tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng ABC. Như vậy khoảng cách giữa hai mặt phẳng thì đó chính là thằng nào? Đó chính là A phẩy H này. Cái khoảng cách giữa hai cái mặt ABC và A phẩy B phẩy C phẩy đó chính là từ một điểm trên cái mặt phẳng A phẩy B phẩy C phẩy thì chúng ta xác định hình chiếu của nó trên mặt phẳng ABC và cái khoảng cách này đó chính là bằng cái thằng nào? A phẩy H. Như vậy nhiệm vụ chúng ta tính thằng này nó là xong. Thì cái chỗ này là vuông tại đâu? Ở đây chắc chắn sẽ vuông tại H. Nhưng mà cái tam giác A phẩy H vuông tại đâu? Vuông tại H. Thì theo Pythagore, thì Pythagore ta có cái gì nè? Thầy nói không phải Pythagore, tại vì ở đây có góc mà. Ở đây vuông tại đây thì cạnh này cạnh huyền, ở đây góc chúng ta cần phải tính thằng này. Góc ở đây thì cạnh này sẽ là cạnh đối. Đối huyền góc thì chúng ta sử dụng sin. Sin của góc 60 độ sẽ bằng đối là A phẩy H sẽ trên cho A phẩy. Đúng không? Nên từ đây chúng ta suy ra A phẩy H này sẽ bằng lấy này nhân chéo đây. Chúng ta lấy A phẩy nhân cho sin của 60 độ. Các em hiểu không? Như vậy A phẩy H A phẩy là bằng A, thằng này là bằng căn 2 của 3 trên 2. Nhưng mà kết quả chúng ta đây bằng A căn 2 của 3 trên 2. Như vậy khoảng cách ở đây chúng ta tính được bằng A căn 2 của 3 trên 2. Sao? Vậy thôi, rất là dễ. Nói dễ thì cũng dễ mà khó cũng khó. Nếu hình học không gian mà chúng ta hiểu thì nó đơn giản lắm, nó dễ lắm. Mà các em không hiểu thì nó rất là khó. Hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu bài này chưa nào? Đây anh em, cái hình này. Cái hình thì thôi chúng ta lấy hình thầy vẽ trực tiếp trên đây đây. Dễ dàng, dễ thấy không? Đó. Còn về phần lập luận này, thầy thì thầy giảng chủ yếu bằng miệng để chúng ta thầy chỉ trực tiếp trên hình để chúng ta hiểu tại sao chúng ta phải xác định cái này, xác định cái kia. Ví dụ như ta phải đi tìm hình chiếu của H trên mặt phẳng đó ha. Rồi cái góc tạo ở giữa đường thẳng A phẩy và mặt phẳng ABC là cái góc nào thầy chỉ ra được, và cái khoảng cách của hai mặt phẳng đó là cái thằng nào, đó chính là thằng A phẩy H này. Hiểu không? Ta bấm chương video lại để chúng ta ghi chép nhé. Trong một bài thì nói khi mà làm tự luận á thì chắc chắn là trình bày như này ra. Nhưng mà ví dụ như mà làm trắc nghiệm nha, thì chúng ta không cần phải trắc gì cả, thì chả cần giải thích gì, chỉ cần quan tâm tới số liệu này A cộng 2 cộng 3 trên 2 thôi. Nhưng mà cái sắp tới thì không phải trắc nghiệm 100%, nên chúng ta cũng phải làm nguyên dòng với cái việc làm tự luận. Tại vì nó có làm cái phần cái bài mình gọi là trả lời ngắn đó nghe. Trả lời ngắn nha. Hướng tới mà chúng ta cái kỳ thi tốt nghiệp của các em á. Ta đi sang phần 6. Rồi chúng ta đi sang phần 6 nè. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Chéo nhau này, nghe nói xíu này. Chéo nhau nghĩa là như này. Ví dụ đây là đường thẳng A. Còn ví dụ thằng này là đường thẳng B đây.
Để tính khoảng cách hai thằng này á, chúng ta phải nhớ thầy cái khái niệm này này. Đó chính là đường vuông góc chung. Đường vuông góc chung nhé. Đường góc vuông vuông góc chung nghĩa là gì? Vuông góc chung nha, vuông góc chung, đường vuông góc chung. Vuông góc chung là gì, để thầy giải thích một xíu này. Thầy lấy ví dụ này. Ví dụ A vuông góc với C, B vuông góc với C, thì thầy suy ra ở đây, nếu mà theo định lý phải suy ra A song song với B không? Nhưng ở đây là hai đường thẳng chéo nhau, nên thầy chỉ cần kết luận C này đã chính là đường vuông góc chung. C là đường vuông góc chung. Hiểu không? Thầy lấy ví dụ này. Ví dụ như SA vuông góc với AB, ví dụ thế. SA vuông góc với lại AC, ví dụ thế. Thì thầy kết luận là SA này nó sẽ là đường vuông góc chung. Chúng ta hiểu cái từ vuông góc chung chưa? Chung nghĩa là chung của hai đường thẳng đó, mà nó phải vuông góc. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ phải xác định một cái đường thẳng nào đó. Ví dụ như một cái đường thẳng C ở đây, mà A này phải vuông góc với C và B này phải vuông góc với C, thì khi đó C này gọi là đường vuông góc chung. Chúng ta phải nhớ là như vậy. Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi sang hoạt động 5 này. Nghĩa là chúng ta để tính khoảng cách của hai đường thẳng chéo nhau, chúng ta phải đi xác định đó là gì. Đó chính là đường vuông góc chung. Từ đó chúng ta sẽ đi tính toán dựa vào Pythagore hay dựa vào hệ tức lượng trong tam giác vuông các kiểu, để chúng ta đi tính cái đường vuông góc chung đó. Nhớ chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang hoạt động 5 này. Trong hình 73, khuôn cửa phía trên và mép cánh cửa phía dưới gọi nên hình ảnh hai đường thẳng AB và A và B chéo nhau. Hai bản lề của cánh cửa nằm trên đường thẳng C. Phải nào? Đây nha. A này và B chéo nhau, nhưng mà C bản L này. Đây gọi là đường vuông góc chung này. Quan sát hình 73 và cho biết đường thẳng C có vừa cắt và vừa vuông góc cả hai đường thẳng hay không? Cái này chắc chắn là có này. Thầy trả lời có này. Ta thừa nhận kết quả sau, cho hai đường thẳng AB chéo nhau. Khi đó có và chỉ có một đường thẳng C vừa vuông góc vừa cắt. Ở đây chúng ta có cái kết quả này. Được chưa? Ok. Rồi chúng ta ghi này định nghĩa này. Cho hai đường thẳng AB chéo nhau, đường thẳng C và vuông góc ở đó, người ta gọi đây này, đường vuông góc chung này. Thầy gạch trong á. Cái đoạn thẳng có hai đầu múc là giao điểm của đường thẳng C với hai đường thẳng AB được gọi là đoạn vuông góc chung. Đầu múc nghĩa là đây. Ví dụ AB như này đúng không? Cái đoạn này, cái đường cả cái thằng này gọi là đường vuông góc chung. Còn cái thằng này là hai dấu chấm này. Dù đây là hai điểm AB, cái này gọi là AB này gọi là đoạn vuông góc chung. Hiểu chưa? Độ dài đoạn thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng AB gọi là khoảng cách. Ta ghi thầy phần này vô, vì em thấy hình này vô này. Và chúng ta ghi thầy phần nhận xét. Nhận xét. Gọi mặt phẳng B chứa gọi mặt phẳng chứa B và song song với A là B. Hình chiếu của A trên B là A phẩy. Giao của A phẩy và B là K. Hình chiếu của K trên A là H. Khi đó HK là đoạn vuông góc chung. Ha. Vậy đó. Ở phần này chúng ta đọc chúng ta biết. Ta sẽ đi xem phần ví dụ 6. Phần này rất dễ. Chúng ta xem nha. Ta đi xem phần luyện tập ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem phần luyện tập 5 này. Cho hình chớp tam giác ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh A. SA vuông góc mặt đáy này, tam giác đều cạnh A. Tính SA và BC, chúng ta sẽ vẽ này hình vô. Là ở đây chúng ta nhớ nó xem thử có phải là hai đường thẳng chéo nhau hay không, hay là hai đường thẳng song song, để chúng ta làm đúng nha. Ta vẽ cái đáy nè. SA vuông góc thì chúng ta nên vẽ nó đường thẳng xuống này. Đây là SA B C. Được chưa? Có đấy, ở đây là ABC là cạnh A hết. Tam giác đều. SA vuông góc. Nghĩa là SA này sẽ vuông góc với tất cả các đường nằm trong mặt đáy này.
Ở đây các em thấy là tính cái khoảng cách của anh SA và BC. Các em thấy SA và BC đây chính là gì? Đây chính là hai đường thẳng chéo nhau. Mà hai đường thẳng chéo nhau ấy, thì chúng ta phải nhìn nhanh và chúng ta phải xác định được cái đường vuông góc chung. Được không? Nhưng mà thầy đố em, nếu mà nhìn trên đây chúng ta có thấy thằng nào là đường vuông góc chung của hai thằng này không? Ví dụ các em nhìn này, có phải thằng AB này không? Không phải. Nghĩa là ở đây chúng ta thấy SA thì vuông góc với AB là được, ok này. Nếu em chứng minh được BC mà vuông góc được với AB nữa thì AB này chính là đường vuông góc chung. Nhưng mà chúng ta liệu chúng ta chứng minh AB này vuông góc được BC không? Không. Không được. Làm gì được em? Cái đó thằng này là tan giác đều, chứ không phải là tan giác vuông. Nếu mà cái thằng này mà tan giác vuông tại B á thì chính là AB này chính là đường vuông góc chung. Các em hiểu không nào? Như vậy loại phương án thằng AB này ra, nhưng mà còn cái thằng đường là được không? AC này được không? Cũng không được. AC này vuông góc SA, ok, nhưng AC này cũng không vuông góc được với BC. Loại luôn. Như vậy ở đây chúng ta lưu ý này. Cái tam giác ABC này là tam giác đều. ABC là tam giác đều, mà tam giác đều em nhớ này. Đường trung tuyến cũng chính là đường cao, cũng chính là đường phân giác và cũng chính là đường trung trực. Đúng chưa? Như vậy ở đây thầy sẽ lấy một điểm Y nào đó thuộc BC, và Y này là trung điểm của BC. Khi đó có phải chúng ta nói AY? Khi đó chúng ta sẽ nói AY. Các hiểu không nào? Chúng ta nói AY thì có phải AY này vừa là đường trung tuyến cũng như là vừa là đường cao, chứng tỏ AY này sẽ vuông góc với lại BC một cái. Tại vì nó là tam giác đều. Chỉ xảy ra trong tam giác cong và tam giác đều thôi nha. Còn trong tam giác bình thường thì đường trung tuyến thì đường trung tuyến. Đường trung tuyến nghĩa là nó từ đỉnh cho tới trung điểm. Nhưng nó là tam giác đều thì cái đường trung tuyến này chính là đường cao, mà đường cao đó chính là đường vuông góc. Nghĩa là AY này sẽ vuông góc BC một phát. Như vậy, các em thấy ở đây SA thì vuông góc mặt phẳng ABC, nghĩa là vuông góc mặt đấy, mà thằng AY thì nó nằm ở trong mặt phẳng ABC. Thì chứng tỏ cái thằng SA này nó có vuông góc AY này không? Có. Tại vì AY nó nằm trong mặt phẳng ABC thì chứng tỏ AY này nó cũng sẽ vuông góc là SA. Như vậy bây giờ chúng ta đã xác định được đường vuông góc chung cho đấy, đó chính là thằng AY. Như vậy khoảng cách của SA và BC ở đây đó chính là bằng thằng AY này. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta đó chính là đi tính thằng AY. Có hiểu không? Nghĩa là ở đây nó sẽ vuông góc này. Việc tính AY này cực kỳ dễ. Quá dễ, nếu mà nó để tính AY là cực dễ luôn. Tại sao thầy nói dễ này? Rồi, em nhìn ở đây là chỉ nhìn cái đấy là thầy chỉ tính AY nè. Để tính AY, cái tam giác AYB vuông tại đâu? Có phải vuông tại Y không? Chắc chắn khi mà vuông tại Y chúng ta sử dụng Pythagore. Pythagore vuông tại Y thì AB sẽ là cạnh hiện. Có đúng không? Như vậy AB có đâu nè. Mục đích đi tính AY, như vậy bây giờ BY này có chưa? Chưa. BC thì bằng A mà Y này chính là trung điểm thì chứng tỏ BY này sẽ là bằng A trên 2 nè. Nghĩa là đầu tiên ta sẽ tính BY sẽ bằng là BC chia 2. Như vậy thằng này là bằng A trên 2. Sau khi chúng ta có BY rồi, chúng ta có AB rồi, chúng ta sẽ tính ra được AY. Như vậy vuông ở Y thì AB này sẽ là cạnh hiện. Như vậy chúng ta có AB bình phương theo Pythagore nha, sẽ bằng AY bình phương cộng cho BY bình phương. Từ đó chúng ta sẽ suy ra cái anh AY bình phương sẽ bằng là AB bình trừ cho BY bình. Chúng ta thế số vô ở đây sẽ bằng A bình trừ ở đây cho A trên 2 tất cả bình. Đúng chưa? Như vậy đây là AY bình, đây A bình phương trừ A bình phương trên 2 trở thành là ở đây là A bình phương trên 4 đúng không? Ta quy đồng lên, ta lấy 4 nhân chéo lên đây là bằng 4 A bình phương trừ đây cho 1 A bình phương, thì nó còn lại đây trên đây là bằng A 3 A bình phương chia mẫu đây cho 4. Từ đó chúng ta suy ra AY, ở đây chúng ta lấy căn bậc 2 mất bình phương lấy căn. Mấy đây thì ai cũng chả biết. Căn thì ở đây ra bên ngoài thằng 2. Vậy cái khoảng cách của hai đường thẳng chéo nhau SA và BC đó chính là bằng A căn 2 của 3 trên 2. Xong. Hiểu chưa? Thế đó. Rất là đơn giản em, chứ không có gì mà phức tạp cả. Anh nghĩ đấy. Đó. AI ha. Thầy chủ yếu là giảng nói, còn tí thầy đưa ra cái bài chi tiết. Bài chi tiết thì trong đó nó có chữ ta có, rồi suy ra, rồi xét, rồi gọi, rồi từ đó các kiểu ha. Thầy lười ghi mấy cái đó nữa, tại vì chữ này cơ bản nó không sống. Khi thầy giảng trên này chúng ta đã hiểu tại sao như vậy, tại thầy chỉ trực tiếp trên hình mà. Đúng không? Cơ bản là nghe thầy giảng chúng ta hiểu cảm nhận.
Chứ còn ví dụ thầy đưa ra mà ở đây là b trên a trên 2 này. Đây thầy mày a trên 2 tại vì bc ấy ha. Đó, ở đây thì chắc nó sẽ vuông góc này. Ok. Đây nghĩ hình trước. Hình theo, thấy rõ không? Cái đoạn phía trên là để chứng minh cái thằng AI vuông góc. Đây, AI vuông góc SA và AI vuông góc BC thì chứng tỏ AI sẽ là đường cái đoạn vuông góc chung nha. Cảm nhận được đoạn vuông góc chung nha. Rồi. Xong ha. Về phần bài tập. Về phần bài tập thì ở trong đây sẽ có 5 bài. Có 5 bài thì theo thầy nghĩ chúng ta nên làm trước. Chúng ta nên làm trước rồi thầy sẽ quay cho các em trong các clip sau. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúc em học tốt. Bye bye nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh.